Vâng, dạ em Quốc Hùng, âm thập bát Bình Định xin chào toàn thể tất cả anh em. Thì hôm nay thì bên em có về được một ít lo hàng bãi xịn nha bác nha, chúng xịn đó. Đây là đi vào giới thiệu cho cá bác. Trong quá trình em khui hàng thì khui được vài đôi rồi bác. Thì một mình nữa là khui xong, tính khui xong rồi quay cho tất cả bác luôn. Qua em khui thì được nửa rồi, thì còn có mấy thùng này. Thì đợt này thì em về được là tổng cộng là 10 đôi nha bác. 10 đôi, lo này là lo ôm của chúng xịn của Anh Quốc nha, UK nha bác. Đó, sản xuất từ UK, châu Âu. Đấy. Đây, các bác đi nhìn xem, đây là những cái đôi lo mà em đã khui rồi này. Đó, canh nó này. Ôm này bác nha. Đó, logo này, ôm. OHM. Lưới trong là sắt nha. Lưới canh trong là sách và bọc ngoài là một lớp mút rất là mềm mượt này. Đó, còn mút còn rất là đẹp luôn, không rách nát gì hết nha bác nha, cực kỳ đẹp này. Mút này, tất cả những đôi lo em tiếng về thì đều rất là đẹp. Logo thì logo là logo về nhôm luôn, sáng, rất là sáng nha bác, rất là sáng đó. Thì đây là em tháo canh ra một chiếc để cho các bác xem được tiếng lo. Thùng nó đây, thùng nó rất là chất lượng, thùng gỗ sơn sần nha bác, thùng gỗ sơn sần rất là nặng luôn, dày. Đây lo thì bên em về là lo chế lo bát 25 nha bác, bát 25 gần vài tầm dầu, lo full gần vài tầm dầu. Đấy, các bác nhìn thấy cái ốc qua quá trình lưu kho và qua quá trình sử dụng thì nó bị hên rỉ tí này. Cái này em sẽ vệ sinh lại thì nó mới nha bác nha. Đó, mình sẽ tháo ra vệ sinh lại hết đẹp cho các bác. Và cũng như là các bác nhìn như thế này là các bác biết là ốc vít chưa bung, chưa tháo luôn nha bác. Chưa bung, chưa tháo vít này. Đây là các bác yên tâm về độ là zin của sản phẩm, zin của sản phẩm. Ở trên này lại ốc lục giác này. Đó. Chép kèn, kèn gan nha bác nha. Chép này là kèn gan chứ không phải là kèn nhũ nha. Đó, hàng xịn của nó thì toàn là những kèn gan thôi. Đó, thùng bắt thì còn rất là đẹp luôn, các bác nhìn rất là chắc, dày. Đây là lỗ thông hơi nha, ở trong là mút tiêu âm. Lò rất là đẹp nha bác, em sẽ quay sau cho các bác xem. Đó. Đằng sau này chúng xịn hết nha, ôm này. Đó, hàng xịn như thế này nha, chữ ôm in chìm, in chìm phía trong cái khung này luôn. Đó, model này LM1. Ôm công suất là 280W này, lo 8 ôm này, số series này 50102. Còn đây make in ôm UK nha bác nhé, UK là sản xuất tại châu Âu này, sản xuất tại châu Âu, UK là Anh Quốc nha bác nhé. Đấy, có mã đài đầu hết, nói chung là hàng chủ xịn, chắc là Nutrix, hàng rất là đẹp nha bác nha. Này thì em sẽ vừa xin lại cho bác, nó đẹp hơn. Đó, thì hàng bãi về thì nó không tránh khỏi những cái xước sát và cái quá trình hao mòn của thời gian nha bác, về cái phần vỏ. Còn phần cái lo thì ở bên trong thì nó sẽ đẹp keng thôi. Thì cái này thì bây giờ nó cũng tối rồi thì vệ sinh nó không kịp nha bác nha. Có gì ngày mai thì em sẽ vệ sinh và cũng như là đi vào giới thiệu cho các bác nội thất phía bên trong của lo. Các bác thấy nó đẹp không? Tiếng lo này, các bác nhìn cái găng vải này, găng vải này là hai găng nha, mà các bác nhìn keo dưỡng găng thì nó còn các bác còn rất là ướt, rất là mềm, nên là các bác lo thì sử dụng rất là ít. Các bác chạm tay vào là dính luôn cái keo này luôn. Đó là dưới chân cái lỗ để các bác gắn lên cái chân lo, chân coi
Đấy, dây trần cũng khách được ôm luôn nha, yên chìm luôn nha bác, hàng bao xịn luôn bác luôn. Đó, cái này cũng bằng gan luôn. Đó, rất là đẹp nha bác, cực kỳ đẹp, lô bát 25 nha. Vâng, và đôi lô này thì bên em Thanh Vân sẽ phân phối với mức giá là 8.500.000 cho tất cả bác nha. Đấy, với giá cực kỳ tốt này thì các bác tội gì phải đi chơi những cái đôi lô mà đôi lô Việt Nam có giá cũng sắp xỉ 7.500.000, 8.000.000. Đó. Đó là những đôi lô Việt Nam họ làm, họ sản xuất ra, họ lắp ráp về độ bền, độ chắc thì nó không bao giờ mà bằng được là những cặp bãi xịn như này của UK Anh Quốc nha. Kèn gang này, chép kèn gang, bát 25, gồng vải tấm dầu 2 gang. Lưới cách mút bên ngoài và sắc ở phiên trong cực kỳ đẹp, logo sáng tròn luôn nha, logo của ô. Bao dinh, bao xịn, bao chắc cho tất cả bác luôn. Các bác nào karaoke những dòng này thì tất cả phải bao, khối với bà. Giá là 8.500.000 nha bác nha. Giá bên em đã bao ship nha, bác là chốt thì alo em. Em về được là tổng cộng là này em cua được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp rồi. Còn ở đây là 4 cặp nữa thì em sẽ khui cho các bác, sẽ khui và cũng như là vệ sinh. Ngày mai em sẽ giới thiệu về ruột gan của nó cho tất cả bác cùng xem. Mọi chi tiết mua hàng thì tất cả bác liên hệ với Hồng qua số điện thoại trong hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.